Nóng, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh lộ ảnh bị còng tay ở nhà đá, bằng chứng không thể chối cãi. Không còn là tin đồn, bức ảnh được cho là Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng bị còng tay tại nhà đá khiến người hâm mộ thất vọng. Tại Việt Nam, VTV đã có thông báo cấm sóng thay thế hai nghệ sĩ giữa scandal cưỡng hiếp. Ngày 1 tháng 7, mạng xã hội chia sẻ chóng mặt thông tin hai nghệ sĩ Việt Nam bị bắt giữ tại Tây Ban Nha về tội cưỡng hiếp thiếu nữ chưa vị thành niên. Theo tờ báo Daily Mail, nạn nhân cho biết, cả ba trước khi vui vẻ tại khách sạn đã gặp gỡ và trò chuyện thân mật tại một nhà hàng ở Andras, phía tây nam của hòn đảo vào cuối tuần trước. Cô gái 17 tuổi nói thêm, hai gã đàn ông trên đã ép mình quan hệ, buộc vào nhà tắm gội rửa, Hồng phi tang bằng chứng. Dì của nạn nhân được cho là đã báo cảnh sát sau khi nghe kể lại sự việc. Cũng theo Daily Mail, hai đối tượng thực hiện hành vi đồi bại trên là một nhạc sĩ và diễn viên, độ tuổi từ 37 đến 42, có sự nghiệp nghệ thuật khá sôi nổi tại một đất nước Đông Nam Á. Trong khi khán giả Việt Nam vẫn đang lao đao trước tin đồn cho rằng Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng là hai cái tên rơi vào diện tình nghi. Chiều 1 tháng 7, netizen bất ngờ chia sẻ hình ảnh được cho là của bộ đôi nghệ sĩ tại nhà đá. Mặc dù chất lượng ảnh chụp khá mờ, nhưng khán giả vẫn có thể nhận ra chiếc áo quen thuộc của chủ nhân bản hit Bánh Trôi Nước. Cả hai bị còng tay, mặt cúi gằm xuống đất, bên cạnh là cảnh sát đứng canh giữ. Được biết cả hai sau khi đóng tiền bảo lãnh hiện đã được tại ngoại nhưng bị thu hồi hộ chiếu, đồng thời cấm xuất cảnh khỏi Tây Ban Nha trong thời gian điều tra. Cũng trong sáng ngày 1 tháng 7, báo Dân Việt đưa tin, Đài truyền hình Việt Nam đã có thông báo với nội dung về việc diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hiện đang có scandal tại nước ngoài. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo đài, ban thư ký biên tập đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát chương trình sản xuất, giám sát sản xuất, thay thế hoặc cắt bỏ chương trình nếu xuất hiện hình ảnh hai nhân vật này trên sóng số ngay từ hôm nay, kể cả chương trình phát lại. Trân trọng cảm ơn. Bên cạnh đó, chương trình cuộc hẹn cuối tuần có sự góp mặt của Hồng Đăng đã được VTV thay đổi bằng diễn viên Lan Phương so với thông tin trước. Tuổi Trẻ đưa tin, theo lý giải của VTV, việc đưa diễn viên Lan Phương là khách mời mở đầu cho cuộc hẹn cuối tuần mùa 2 vì bộ phim Thương Ngày Nắng Về đang tạo sự quan tâm của khán giả. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, netizen bày tỏ thái độ thất vọng vì nghệ sĩ Việt Nam ngày càng biến chất, làm xấu hình ảnh nghệ thuật quê nhà. Đặc biệt, cả Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đều là những tên tuổi đình đám trong làng giải trí. Họ có sự nghiệp thành công, tổ ấm hạnh phúc và được xem là hình tượng gương mẫu của showbiz Việt. Riêng Hồ Hoài Anh, nhờ những đóng góp tích cực cho âm nhạc, vào năm 2016, nhạc sĩ là một trong hơn 300 nghệ sĩ được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Có được danh hiệu nghệ sĩ ưu tú hay nghệ sĩ nhân dân là niềm mơ ước của bất cứ nghệ sĩ nào ở Việt Nam. Tôi rất hạnh phúc và tự hào khi được nhà nước phong tặng danh hiệu đợt này, chồng ca sĩ Lưu Hương Giang chia sẻ. Trời ơi, thật sự, xem máy show với lại nhìn cách nói chuyện cứ nghĩ ông Hồ Hoài Anh là người đàng hoàng, người cha nuôi dạy con cái khó tính, ai dè đâu. Chắc là trùng hợp thôi, áo nhiều người mua mà. Đâu phải ai cũng được check-in chỗ này, siêu là bị tịch thu điện thoại chứ không làm vlog sang phải biết. Cái nhà tù gì mà đẹp như cung điện thế này? Chia sẻ với Thanh Niên về cáo buộc của đàn em, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, chị gái của vợ nhạc sĩ Hồ Hoài Anh bày tỏ thái độ không đồng tình. Tôi nghĩ Hồ Hoài Anh không liên quan những ồn ào trên mạng đâu. Hồ Hoài Anh là nghệ sĩ nổi tiếng, làm sao có thể làm như thế được? Tại nước mình còn không dám huống hồ ra nước ngoài, điều đó rất vô lý. Đồng thời, cô cũng cho biết Hồ Hoài Anh có gặp sự cố trong chuyến đi khi bị mất điện thoại và hộ chiếu. Tuy nhiên, sau khi nhờ sự trợ giúp của đại sứ quán, mọi chuyện đã ổn thỏa và có thể về nước trong đêm nay, 1 tháng 7.